Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của giả thuyết. Một giả thuyết định nghĩa là gì? Trong khoa học, một giả thuyết là một lý tưởng hoặc giải thích mà sau đó bạn kiểm tra thông qua nghiên cứu và thử nghiệm. Bên ngoài khoa học, một lý thuyết được phỏng đoán cũng có thể được gọi là một giả thuyết. Một giả thuyết là một cái gì đó nhiều hơn một phỏng đoán, hoang dã, nhưng ít hơn một lý thuyết được thiết lập tốt. Một ví dụ của một giả thuyết là gì? Một người nào đó thực hiện các thí nghiệm về sự phát triển của thực vật có thể báo cáo giả thuyết này. Nếu tôi cho cây một lượng ánh sáng mặt trời không giới hạn, thì cây sẽ phát triển đến kích thước lớn nhất có thể. Các giả thuyết không thể được chứng minh là chính xác từ dữ liệu thu được trong thí nghiệm, thay vào đó các giả thuyết được hỗ trợ. Làm thế nào để chúng ta viết một giả thuyết? Khi bạn viết một giả thuyết của mình, nó nên dựa trên phỏng đoán có giáo dục của bạn, không dựa trên dữ liệu đã biết. Một bước trong quy trình: thứ nhất, đặt một câu hỏi. Thứ hai, làm nghiên cứu nền. Thứ ba, xây dựng một giả thuyết. Thứ bốn, kiểm tra giả thuyết bạn bằng cách làm một thí nghiệm. Thứ năm, phân tích dữ liệu của bạn và rút ra kết quả. Thứ sáu, truyền đạt kết quả của bạn. Tại sao một giả thuyết quan trọng? Một giả thuyết được sử dụng trong một thí nghiệm để xác định mối quan hệ giữa hai biến. Mục đích của một giả thuyết là tìm câu trả lời cho một câu hỏi. Một giả thuyết được chính xác, thức hóa sẽ buộc chúng ta phải suy nghĩ về những kết quả mà chúng ta nên tìm kiếm trong một thí nghiệm. Biến đầu tiên được gọi là biến độc lập. Làm thế nào để bạn tạo ra một giả thuyết nâu? Để viết một giả thuyết không? Trước tiên hãy bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi. Viết lại câu hỏi đó trong một hình thức giả định không có mối liên hệ giữa các biến. Nói cách khác, giả sử một điều trị không hiệu quả, viết giả thuyết của bạn theo cách phản ánh điều này. Làm thế nào để bạn xác định một giả thuyết nghiên cứu? Các giả thuyết thường tìm thấy trong trừu tượng, nhưng không phải lúc nào. Bạn sẽ tìm thấy nó trước khi bạn tiếp cận với phần phương thức trực tuyến của một nghiên cứu. Đôi khi nó được lặp đi lặp lại trong phần kết luận. Cùng với việc các nhà nghiên cứu có chính xác hay không và hàm ý cho nghiên cứu trong tương lai, một giả thuyết có thể kiểm chứng là gì? Một giả thuyết là một câu hỏi trả lời dự kiến cho một câu hỏi trong khoa học. Một giả thuyết có thể kiểm chứng là một giả thuyết có thể được chứng minh hoặc bác bỏ do kết quả của một kiểm tra, thu nhập dữ liệu hoặc kinh nghiệm. Chỉ các giả thuyết có thể kiểm chứng có thể được sử dụng để thụ thai và thực hiện một thí nghiệm bằng phương pháp khoa học. Tại sao một giả thuyết quan trọng cho nghiên cứu? Một giả thuyết là một lời giải thích cho một vấn đề hoặc hiện tượng được quan sát dựa trên kiến thức quan sát trước đó. Các nghiên cứu theo dõi bằng mắt có thể cung cấp một lượng lớn dữ liệu, khiến việc biến và hiểu các số hiệu cần thiết để trả lời câu hỏi nghiên cứu càng quan trọng hơn. Các đặc điểm của giả thuyết là gì? Đặc điểm và phẩm chất của một giả thuyết tốt: sức mạnh của dự đoán. Một trong những thuộc tính có giá trị của một giả thuyết tốt là sự dự đoán cho tương lai. Gần nhất với những điều quan sát được, một giả thuyết phải có liên hệ chặt chẽ với những thứ có quan sát được. Sự đơn giản, trong trẻo, khả năng kiểm tra, liên quan đến vấn đề, riêng rẽ, có liên quan đến kỹ thuật có sẵn. Điều gì tạo nên một giả thuyết mạnh mẽ? Các giả thuyết là đào tạo, sự đoán và kiểm chứng về những gì sẽ xảy ra, làm cho nó rõ ràng. Một giả thuyết tốt hơn được viết bằng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản. Đọc giả thuyết của bạn nên nói với một giáo viên hoặc đánh giá sát để chính xác những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra khi bạn bắt đầu dự án của bạn. Điều gì làm một cho giả thuyết là một lý thuyết? Nói cách khác, theo từ điển Webster, một giả thuyết là một ý tưởng chưa được chứng minh. Nếu đủ bằng chứng tích lũy có thể hỗ trợ cho một giả thuyết, nó sẽ chuyển sang bước tiếp theo, được gọi là lý thuyết trong phương pháp khoa học và được chấp nhận như một lời giải thích hợp lệ về một hiện tượng. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.